Chuyên mục Chung tay vì người nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ấm áp trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Một ngân hàng chính sách đồng hành cùng người nghèo là ghi nhận vốn tín dụng giúp thanh niên phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Quỹ vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã thực sự phát triển sâu rộng và được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mường Nhé hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua cuộc vận động, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được phát huy. Xuân Tân Sửu này, nhiều hộ nghèo huyện Mường Nhé vui mừng được đón Tết trong những ngôi nhà mới từ nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo. Lập gia đình xa ở riêng được hơn 5 năm, nhưng cũng bằng ấy năm gia đình anh Giàng A Trang ở bản Hủy Khon 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé phải sống trong căn nhà tạm bằng tre nứa lá. Điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn. Cũng chính vì vậy mà ước mơ thoát nghèo của gia đình anh cũng trở nên khá xa vời. Đến tháng 7 năm 2020, gia đình anh Trang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trích 20 triệu từ nguồn quỹ vì người nghèo, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng trong bản cùng 20 triệu đồng tích góp của gia đình để mua tấm lợp, láng nền xi măng, ngôi nhà mới đã hoàn thành. Trước đây chưa có nhà mới thì khi mưa bão về thì mình rất là sợ, nhưng mà bây giờ nhà nước đã hỗ trợ được nhà với nền như thế này thì mình cảm thấy rất là vui và cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho mình làm nhà mới, mình rất là vui và cảm ơn nhà nước. Gia đình chị Toán Pờ Mé ở bản Tá Miếu, xã Xín Thầu thuộc diện khó khăn nhất bản. Bao năm phải sống trong căn nhà siêu vẹo, cố gắng làm lụng quanh năm lo cho cuộc sống và nuôi hai đứa con ăn học đã khó, không dám nghĩ đến chuyện làm nhà. Vì vậy, gia đình chị Mé nhiều năm qua vẫn phải sống trong ngôi nhà dột nát. Nhưng niềm vui đã đến với gia đình chị khi được Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng và sự giúp đỡ ngày công lao động của đoàn viên thanh niên trong xã, bà con trong bản, anh em họ hàng. Gia đình chị đã làm được ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới này là ước mơ của gia đình tôi bấy lâu nay. Khi dọn vào ở mà tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Có nhà mới, tôi sẽ yên tâm và có thêm động lực phấn đấu để thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn. Khác với Tết những năm trước, năm nay gia đình ông Tòng Văn Toản, bản Tà Cố Khử, xã Xín Thầu vui hơn bội phần vì được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, thay thế căn nhà lụp sụp trước đây. Hai vợ chồng ông lập gia đình đã nhiều năm, song do cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nguồn thu nhập chỉ dựa vào mấy mảnh nương cùng với nguồn thu nhập bấp bênh từ việc đi làm thuê của hai vợ chồng, nên canh nghèo mãi đeo bám. Năm vừa qua, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, mượn thêm vốn từ người thân cùng sự giúp đỡ ngày công của bà con trong bản. Gia đình ông đã làm được căn nhà gỗ. Sau bao lo toan vất vả, căn nhà mới là chỗ ở ổn định giúp vợ chồng ông an tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Từ khi được Đảng và Nhà nước hỗ trợ nhà ở thì chúng tôi cũng tập trung làm ăn và tích cực bảo vệ rừng, ổn định kinh tế, làm ăn phát triển kinh tế. Đây chỉ là 3 trong số hàng trăm hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Mường Nhé. Bởi những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết đã giúp nhiều gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, tổng số tiền vận động quỹ vì người nghèo của huyện đạt trên 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hoàn thành hỗ trợ làm 30 nhà đại đoàn kết. Để những ngôi nhà đại đoàn kết đến đúng đối tượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã phối hợp với các xã trên địa bàn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở, tiến hành thẩm định thực tế, xây dựng hồ sơ, lập dự toán kinh phí để kịp thời hỗ trợ người dân. Với tỷ lệ hộ nghèo của xã là 69% thì vẫn còn rất nhiều hộ có hộ nghèo là có nhà dồn nát. Thì
Trong thời gian vừa rồi thì cũng đã được các cái cấp chính quyền quan tâm, nhất là đối với Mặt trận Tổ quốc huyện, cái quỹ vì người nghèo tạo điều kiện cho một số nhà để các cái hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều nhà rột nát trên địa bàn, thì trong thời gian tới thì cũng mong muốn là quý vị người nghèo cũng như là các cái nhà hậu tâm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ những cái nhà đại đoàn kết cho bà con nhân dân trên địa bàn xã để có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng là niềm vui không chỉ đối với các hộ nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, mà là cả những người làm công tác mặt trận, đặc biệt hơn khi Tết đến xuân về. Với phương châm ủng hộ tại chỗ, giúp đỡ tận nơi, thiết thực hiệu quả. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã vận động xây dựng quỹ bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo và phong trào xóa nhà tạm bợ do Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giúp họ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ban quản lý quỹ vì người nghèo của huyện cũng đã triển khai các chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo. Căn cứ vào cái nguồn quỹ năm vận động ủng hộ, ban quản lý cứu trợ cũng đã hiệp thương với các đoàn thể chính trị xã hội và các xã cũng đã phân 15 căn nhà cho, trong đó là 11 nhà cho 11 xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, và 4 nhà là phân cho các tổ chức đoàn thể. Trong quá trình đó bình xét và đã gửi đầy đủ hồ sơ về, và hiện tại là ban quản lý quỹ vì người nghèo của huyện cũng đã nghiệm thu và bàn giao các nhà mà đã được xét duyệt hồ sơ, và ban quản lý quỹ vì người nghèo của huyện cũng đã tiếp tục vận động các mạnh thường quân và các cơ quan đơn vị ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện để tiếp tục triển khai xóa nhà tạm trong thời gian tới. Một mùa xuân mới đầm ấm và hạnh phúc đang về trong từng ngôi nhà đại đoàn kết. Mỗi mảnh đời, mỗi số phận, không ai giống ai. Nhưng Tết năm nay, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé có hoàn cảnh khó khăn, được quây quần, sum họp bên nhau trong những ngôi nhà mới khang trang, thắm đượm mối tình đại đoàn kết toàn dân. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo, đối tượng chính sách, mà còn trở thành nguồn động viên, khuyến khích họ hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no. Thưa quý vị và các bạn, phong trào phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới đã được người dân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả. Nhiều hộ nông dân đã có cách làm hay sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi và áp dụng những tiến bộ mới về khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp. Ông Vừa A Mang ở thôn Từ Ngày Một, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Là người chịu khó và ham học hỏi, ông Mang đã mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo nhu cầu thị trường. Từ 20 triệu đồng ban đầu, ông mua 2 cặp bò mẹ, con giống về nuôi và nhân giống. Cùng với số trâu bò đã có của gia đình, hàng năm bê nghé con sinh ra đều là cái được giữ lại làm giống, còn bê đực sẽ nuôi vỗ béo thành bò thương phẩm để bán. Qua các năm, đàn bò sinh sản và bò thương phẩm được nhân lên, có thời điểm lên tới 50 con. Nuôi bò sinh sản và bò thương phẩm, tuy thời gian nuôi dài nhưng giá cả ổn định, ít dịch bệnh, chi phí chăn nuôi thấp do tận dụng được nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn. Ngoài ra, ông còn khai hoang, nương làm ruộng nước và đào 2.000m2 ao thả cá. Đến nay, mô hình trang trại của gia đình ông có hơn 40 con trâu bò, trên 50 con dê, hơn 2 hectare lúa nước, trồng và chăm sóc 3 hectare rừng, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Trong mấy năm nay là tôi thấy là gia đình tôi cũng đủ ăn. Hiện tại bây giờ thì gia đình cũng ổn định rồi. Về các kinh tế, xóa đói được cái giảm được nghèo thì hiện nay là tôi cũng thoát được cái nghèo và cũng đủ ăn, được uống để phục vụ cho gia đình. Không chỉ năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Mang còn là hội viên nông dân gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
Ông luôn sẵn sàng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm với các hộ nông dân có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ những hộ khó khăn về nguồn vốn cũng như con giống. Những thành tích của ông Mang luôn được mọi người cũng như cấp ủy chính quyền ghi nhận. Thời trước đấy thì về cái điều kiện gia đình của đồng chí Mang cũng nói chung là cũng khó khăn. Nhưng trong quá trình của nó thì cũng có các cái chương trình hỗ trợ của bên ngân hàng chính sách rồi bên quỹ hỗ trợ nông dân của trung ương hội. Cho nên là đồng chí đã mạnh dạn. Thì đến cái thời điểm này thì thấy đồng chí Mang là một hội viên gương máu trong chăn nuôi trâu bò. Với cái điều kiện hiện nay thì thấy đồng chí Ma nó có thể là hội viên làm quen cho tất cả anh em. Cơ bản tức là đặc biệt tức là về số đối giảm nhiều. Hiệu quả kinh tế từ mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Vừa A Mang không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình ông mà còn là động lực để nhiều người dân trong xã học tập và làm theo, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, huyện đoàn Mường Ảng đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, qua đó đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên thanh niên có điều kiện vươn lên trong học tập, học nghề, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Mô hình chăn nuôi gà của anh Cà Văn Hùng, bản Xuân Tre, xã Búng Lao là một trong những mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình tiêu biểu của xã. Sau khi học hết phổ thông, anh ở nhà tập trung phát triển kinh tế gia đình. Được sự giúp đỡ của đoàn xã, tập huấn về các lớp trồng trọt chăn nuôi. Khi đã có kiến thức, anh vay vốn ngân hàng về đầu tư nuôi gà thả vườn. Sau vài năm chăn nuôi, đến nay mô hình kinh tế của anh Hùng đã trở thành điểm đến của nhiều người tham quan học hỏi. Mỗi năm anh nuôi 3 lứa gà. Trừ chi phí, mỗi lứa anh thu lãi hàng chục triệu đồng. Bước đầu tôi muốn phát triển kinh tế thì cũng gặp nhiều không ít khó khăn về nguồn vốn, về địa hình. Sau một thời gian thì cũng được bên đoàn, tổ chức đoàn tuyên truyền kinh nghiệm, tôi cũng đã học hỏi. Và đến nay thì tôi cũng đã ổn định và thu nhập kinh tế thì cũng ổn định cho gia đình. Anh Lò Văn Lún ở bản Xuân Tre 2 lại chọn mô hình nuôi dúi để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi học hỏi, có kiến thức, anh mạnh dạn vay vốn để mua dúi về nuôi và nhân giống. Sau một năm nuôi, đến nay anh Lún đã có trên 40 con dúi sinh sản. Nếu bán, gia đình cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng. Song với ấp ủ xây dựng một mô hình chăn nuôi lớn, anh Lún quyết định không bán mà để toàn bộ số dúi lại để nhân giống. Từ lúc khi học ở trường ấy thì là đã có ý tưởng để nuôi những cái con vật nuôi mới để làm sao để phát triển kinh tế hướng cho các bản ở trong bản, thì được sự giúp đỡ của bên đoàn xã cũng tuyên truyền để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, thì tôi cũng có cái hướng để làm sao mà nuôi những loại con nuôi mang hiệu quả kinh tế cho mọi người để cùng phát triển cái con nuôi này làm sao mà đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Với lực lượng gần 250 đoàn viên sinh hoạt tại 18 chi đoàn, hơn 80% là lao động nông thôn, đoàn xã Búng Lao chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc thống kê, nắm chắc số hộ đoàn viên thanh niên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, khảo sát nhu cầu việc làm. Thông qua đó, tiến hành tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu với cán bộ khuyến nông. Hội nông dân xã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên. Đoàn xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn thủ tục vay vốn, duy trì hoạt động của 9 tổ tiết kiệm vay vốn với số vốn nhận ủy thác gần 16 tỷ đồng. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác về nguồn vốn vay phát triển kinh tế xã hội và tổ chức cái tham quan mô hình như mô hình tiêu biểu của xã, có 2-3 mô hình của thanh niên tiêu biểu, để chúng tôi sẽ tổ chức thường xuyên để cho tất cả đoàn viên thanh niên để tham gia để học tập.
thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng đồng chí đoàn viên, và đặc biệt là cái vận dụng những tiềm năng sẵn có của địa phương như mô hình quỹ đất này, hoặc là để phát triển chăn nuôi tổng hợp và cái từ trồng trọt chăn nuôi. Sau này chúng tôi sẽ cố gắng là tìm đầu ra để cái sản phẩm của đoàn viên thanh niên của mình làm ra để phát triển để bao tiêu sản phẩm. Chị Lường Thị Chính ở xã Mường Đăng là gương thanh niên tiêu biểu thành công với mô hình phát triển kinh tế gia đình theo hướng kinh doanh tổng hợp kết hợp chăn nuôi. Lập nghiệp từ khi mới 20 tuổi, khi ấy chị tập trung nuôi lợn và gia cầm, nhưng thu nhập không cao do chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ. Năm 2018, chị vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi bằng mô hình chăn nuôi lợn giống. Ngay năm đầu tiên, chị đã xuất chuồng đàn lợn giống thu về gần 100 triệu đồng. Đến nay, trong chuồng, chị luôn duy trì 4 con lợn nái, vừa cung cấp lợn giống để bán, đồng thời đảm bảo được con giống. Mỗi lứa nuôi khoảng 50 con lợn thương phẩm. Bên cạnh đó, chị còn kết hợp nuôi cá và nuôi gia cầm các loại, kết hợp làm máy xay sát và làm dịch vụ cho thuê phông bạt đám cưới. Vốn thì cũng không có nhiều, đây là chỉ là một phần ít mà bọn em tiết kiệm được, cũng như được bố mẹ ủng hộ cho thêm, để xong rồi bọn em cũng phát triển theo hướng phát triển kinh tế. Thì bọn em cũng theo bây giờ là cái dịch vụ đám cưới là người ta rất cần, thì bọn em phát triển về cả dịch vụ đám cưới nữa, và về cũng chăn nuôi một ít để có thể là phát triển thêm được một tí. Gia đình anh Lường Văn Trung, bản Bán Nặng, xã Mường Lạn là một trong những hộ nghèo của bản. Năm 2019, anh Trung được vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cộng với vốn tích lũy ít ỏi của gia đình. Anh cải tạo 1 hectare đất đồi để trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò. Tôi là nhân dân bản Bán Nặng thì tôi vay Ngân hàng Chính sách Xã hội được 100 triệu. Thì thứ nhất thì tôi đầu tư mua được 3 con bò, thì mua đất sản xuất ở trồng cây ăn quả thì là 1 ha. Thì hiện tại là con bò của tôi thì cũng phát triển tốt và được 6 con bò. Gia đình anh Quảng Văn Thắng ở bản Ban, xã Mường Đăng được vay Ngân hàng Chính sách 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn đó, anh đầu tư vào nuôi lợn và gia cầm. Với 2 lứa lợn, mỗi lứa nuôi hơn 30 con, gia đình anh thu lãi gần 50 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn mở thêm dịch vụ máy xay sát và bán tạp hóa nhỏ. Nhờ đó, kinh tế gia đình đến nay đã ổn định. Tôi đã được vay bên 4 ngân hàng chính sách để tôi mang về trang trải về cho gia đình. Thì tôi đã nuôi gia súc gia cầm và sau nhiều năm thì cũng tích lũy được để trả được cái vốn vay cho ngân hàng. Để quản lý số vốn vay ủy thác, sử dụng đúng mục đích hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí, huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chỉ đạo cán bộ đoàn các cấp quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Nguồn vốn vay ủy thác đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều đoàn viên thanh niên trong việc đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Đồng thời, thông qua hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cán bộ đoàn cũng nắm bắt sâu sát hơn tâm tư nguyện vọng của thanh niên từ cơ sở trong phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp. Qua đó, tạo được sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên, nhất là trên địa bàn dân cư. Hiện nay thì mô hình của lớn xã thứ nhất duy trì của chỗ ở bản chùa 6, nhất mô hình là trồng bông chít với đây phát triển nuôi cá với thầy của chỗ ở khu bản Đa Mẫn Hà thì cũng chăn nuôi đợn. Trong thời gian này thì tôi với đoàn xã thì cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể vẫn duy trì các mô hình kinh doanh hàng năm, thì được sự tập huấn của các cấp cho các mô hình nuôi, thì vẫn cùng phối hợp với các bản với thầy cùng với đoàn thì sẽ của các đoàn viên là liên kết cái mô hình của nuôi của từng khu ấy, tức là từng bản thì sẽ phát triển về cái nhất là bản Mãn Hà thì phát triển nuôi lợn, như của khu của vùng cao thì sẽ về phát triển bò với lại một số mô hình là trồng cây ăn quả để phát triển.
Hiện nay, huyện đoàn Mường Ảng đang quản lý 51 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 80 tỷ, cho trên 1.200 đoàn viên thanh niên vay vốn. Nhờ có cái nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách mà có rất nhiều đoàn viên thanh niên được tiếp cận và đã phát huy được nguồn vốn vay đó trong cái việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hầu hết thì khi mà đoàn viên thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn vay đó thì đều sử dụng đúng mục đích, không những là giúp cho cái việc phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp tạo công an việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên khác trên địa bàn. Và qua cái hiệu quả đó thì cũng đã góp phần phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế hiện nay là vấn đề quan trọng đang được các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể và xã hội quan tâm. Những hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp của các cấp bộ đoàn huyện Mường Ảng trong thời gian qua không chỉ là cầu nối để tổ chức đoàn thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, mà còn khích lệ động viên họ phát triển kinh tế, có được việc làm ngay trên chính mảnh đất quê hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Chung tay vì người nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.